em xin kính chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì bên em vừa mới thực hiện test cái chiếc động cơ Honda GX390 13 ngựa của Nhật có đề nha quý khách hàng. Đấy, chiếc này thì em đã bán cho một anh khách ở Hòa Bình. Quý khách hàng nào đang quan tâm đến dòng động cơ Honda hoặc là bất kỳ dòng động cơ xăng, máy xăng hoặc là máy dầu nào, liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739. Zalo bên em. Bên em có cung cấp đầy đủ phụ tùng của tất cả các dòng động cơ xăng cũng như là dầu các loại nha quý khách hàng. Em xin giới thiệu qua chiếc này thì trước khi cắt thì bên em đã có clip giới thiệu đến tất cả quý khách hàng rồi. Thì sau khi mà cắt ra thì tháo cái động cơ củ phát riêng ra thì em xin tiến hành là test lại trước khi bàn giao cho quý khách hàng. Đây là mặt máy của chiếc động cơ 390. Chiếc này thì bên em tháo ra cũng để nguyên tình trạng bụi bặm như này. Đấy, đây quý khách hàng có thể thấy này, thanh tản nhiệt của nó. Đấy, ốc của bồ nó rất đẹp luôn. Chiếc này gần như là mới cứng luôn quý khách hàng. Đây, củ đè đấy, củ đè Denso nha quý khách hàng. Đấy, Denso. Bên em đã đấu đầy đủ khóa đề, ổ khóa này. Bên em đã test mọi cái ok rồi, dây câu. Đấy, dây câu bình nha. Đấy, đầy đủ để phục vụ về quý khách hàng mà chạy cần động lắp bình ắc quy là có thể lắp luôn, sử dụng luôn. Đấy, đây quý khách hàng có thể thấy. Đấy, động cơ Honda GX390 ở ngoài nó cực mới luôn quý khách hàng. Đấy, GX390 13 ngựa của Nhật nhá, Made in Japan nhá. Đấy, thì chiếc này thì bên em cắt thì nó nằm giống như chiếc Daisin bên em mới về này, nó là thùng xăng lớn như này. Đấy, thì mình có thể lắp cái thùng xăng khác lên như này luôn. Đấy, bô mới lọc gió. Cái dòng này thì bên em có bán rời nhá. Đấy, này động cơ rất đẹp luôn. Đấy, thì quý khách hàng nào quan tâm đến dòng động cơ này liên hệ bên em nhá, hotline 0966 421 739. Zalo bên em. Bên em giao hàng toàn quốc. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video bên em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.